Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới, 1-800-918-3017. Prime Lending Direct Lender, làm loans trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ, liên lạc Thiên Hương và Thảo Lê, 714-988-8181. Tôi vẫn bị thơ anh Tuấn Đoàn Trọng xin lái gửi lời chào đến quý vị cùng với chúng tôi qua cà phê sáng. Good morning anh Tuấn. Kính chào anh Đoàn Trọng, kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang đến với chương trình Cà phê sáng được phát đi trực tiếp với quý vị ngay tại Lido Sài Gòn TV, và quý vị cũng có thể xem trên lidosaigontv.com, xem 24 tiếng với những chương trình của đài. Và ngày hôm nay 22 tháng 5 và chúng ta cùng đến với phần tin dự báo thời tiết vào buổi sáng ngày hôm nay. 7 giờ sáng ngay tại Nam California, nhiệt độ trung bình vào buổi sáng ngày hôm nay sẽ là 60 độ. Cũng không gọi là ấm áp nhưng cũng không gọi là lạnh lẽo. Nhưng sáng ngày hôm nay, mặc dù những thông tin từ bên phía cơ quan dự báo thời tiết cho biết rằng không có bất kỳ giọt mưa nào, nhưng chúng tôi đi ở một nửa đoạn đường thì thấy có một vài cơn mưa lất phất. Và bởi vì những cơn mưa này được rơi xuống từ những đám mây tích tụ trên trời cao, nên ngày hôm nay sẽ là một ngày ít nắng và nhiều mây. Nhiệt độ trung bình cao nhất vào buổi sáng sẽ là 71 độ và thấp nhất vào buổi tối sẽ là 58 độ. Độ ẩm ở mức lý tưởng từ 61 cho tới 70%, sức gió vào khoảng 8 dặm một giờ. Ngày mai, ngày mốt và thậm chí qua ngày thứ 6 và thứ 7, có thể đến hết cuối tuần này, quý vị sẽ thấy một bầu trời ảm đạm như vậy, trời ít nắng và nhiều mây. Nhiệt độ vẫn ở mức trung bình cao nhất vào khoảng 70 hoặc là 75 vào ban ngày, khoảng 56 cho tới 58 độ vào ban đêm. Một số những cái thông số cho biết rằng sẽ có một vài cơn mưa nặng hạt ở ngay tại các khu vực Nam California, nhưng cho ra toàn vùng phủ mặt bằng chung thì chúng ta thấy rằng sẽ không có bất kỳ một giọt mưa nào đủ có thể làm cho quý vị ướt át. Kính thưa quý vị, trở lại một sự kiện mà chúng ta đã thường theo dõi trong những ngày vừa qua, kính thưa quý vị, đó là núi lửa tại Hawaii. Các quan chức của Hawaii hôm thứ Hai cho biết họ đang phản ứng với các báo cáo về dung nham từ núi lửa Kalio gần nhà máy địa nhiệt của đảo lớn và có thể dẫn đến việc giải phóng rất là nguy hiểm, các bà bắt buộc di tản một vài cư dân. Kính thưa quý vị, Hawaii News thì hôm nay đưa ra một cái báo cáo là không có một cái giếng hoặc một cái bất động sản tại Puna Gotemo Ventura gần có 815 mẫu bị đe dọa. Tuy nhiên, những cảnh báo nếu mà tất cả các dung nham đạt tới giếng thì nó có thể gây ra sự một phóng thích gọi cái chất hydrogen sulfide và một loại khí nguy hiểm. Liên danh địa nhiệt Puna được gọi là PGV là một trong những nhà máy chuyển đổi năng lượng địa nhiệt mang hơi nước và chất đóng liên quan đến các giếng ngầm theo công ty điện lực của Hawaii. Nó cung cấp 25% sức mạnh cho đảo lớn hiện nay đang ở trong một cái gọi là tình trạng có thể chờ đợi phải di tản, vì tất cả các dung nham, nếu tất cả các 25 cửa biển rạn nứt ở tại núi tiếp tục và diễn và tuôn ra những cái nham thạch như vậy thì có thể nguy hiểm. Nhưng điều người ta lo ngại nhất là cái lượng axit sulfuric, và kính thưa quý vị, khi tất cả các dung nham chảy xuống biển sẽ tạo nên một cái khí rất độc. Đây là một trong những sự kiện mà người ta đòi hỏi cần phải có sự giúp đỡ của chính quyền liên bang. Mà quý vị cũng phải biết được là mặc dù cho tới hiện tại con số di tản là 2.000 người, tuy nhiên thì một số các khu vực vui chơi, những sân golf, thưa kính thưa quý vị khán thính giả, những sân golf ở quanh tại các khu vực mà chưa xảy ra các dung nham nóng chảy đó, người ta vẫn sinh hoạt bình thường như quý vị thấy ở trên màn hình. Thì nhưng điều mà các giới chức của các khu vực địa phương người ta cảnh báo đó là mưa ác xích. Như quý vị biết rằng khói sẽ được tích tụ, sẽ được thải ra từ các dung nham, và từ các dòng dung nham đó, kính thưa quý vị, thì các làn khói này sẽ ngưng tụ thành mây, và từ mây sẽ bắt đầu xuống thành mưa, và những cơn mưa này là những cơn mưa ác xích. Thậm chí đã có một số những nghiên cứu cho biết rằng những cơn mưa ác xích này thậm chí còn độc hại giống như là những loại ác xích có
trong các viên binh tiểu, các viên binh AA, AAA mà chúng ta thường thấy hàng ngày. Đây được coi là một trong những các vấn đề quan trọng, nó ảnh hưởng tới sức khỏe của những người dân trong khu vực, và thậm chí có thể những cái đám mây này có thể di chuyển sang các khu vực khác, ảnh hưởng tới cộng đồng các khu dân cư khác. Một số những cái triệu chứng mà người ta bắt gặp được đó là cay mắt, viêm da và khó thở, và những cái trường hợp các căn bệnh liên quan về tai mũi họng, thưa quý vị. Ngày hôm qua thì liên tục các dòng magma vẫn tiếp tục nóng chảy và cuồn cuộn lên, và điều này cho chúng ta thấy được rằng chưa có bất kỳ một dấu hiệu nào cho thấy dòng magma có thể dừng lại và con người sẽ phải làm gì trước thảm họa từ mẹ thiên nhiên. Kính thưa quý vị, người ta nói đến rất là những sự kiện nguy hiểm tại núi lửa. Đây là một việc trước tiên người ta nói đến lava là gì. Kính thưa quý vị, nó được làm bằng những cái đám mây trắng dày dặc hơi độc và những mảnh nhỏ của kính núi lửa. Janet Best, một nhà địa chất học, đã nói với Đài Thiên Văn làm thế nào chúng ta để biết rằng họ đã tạo ra và núi lửa đã tạo ra được lava. Laser được hình thành khi dung nham xâm nhập vào đại dương và gây ra một cái loạt phản ứng hóa học. Nước biển làm nguội dung nham tạo thành một cái ly vỡ tan. Những mảnh nhỏ được chọn bởi những đám mây hơi nước chứa axit chlorhydric cũng được tạo ra bởi sự tương tác của dung nham và đại dương. Cũng giống như nếu bạn thả một cái ly trên một sàn nhà bếp của bạn, có một số mảnh lớn và một số nhỏ, rất nhỏ và vằn vỡ ra. Nhưng những mảnh nhỏ xíu này là những mảnh có thể bị vướng vào luồng hơi nước đó. Kính thưa quý vị, tại sao chúng ta lại nói vấn đề nguy hiểm? Đám mây núi lửa độc hại gây ra mối đe dọa cho cư dân của Hawaii. Những đám mây chứa axit chlorhydric mà là để ăn mòn những axit pin pha loãng, và nó có thể gây kích ứng da và mắt, gây ra cái vấn đề hô hấp. Cái điều mà người ta nói đến là cái axit chlorhydric này sẽ ảnh hưởng đến da và thấm vào cái nguồn hô hấp của chúng ta. Bởi thế đó là những sự kiện nguy hiểm nhất mà người ta nói người dân của Hawaii, tất cả những dân gần ở khu vực núi lửa có thể ảnh hưởng đến qua cái nguồn hơi thở của họ. Đó là một trong những sự kiện mà chúng tôi gửi đến quý vị. Hình ảnh đến bây giờ thì cả Hoa Kỳ đang hướng về Hawaii vì ngọn núi lửa càng ngày càng hoành hành, có thể nói làm tổn hại đến cái đời sống bình thường của người dân Hawaii. Như lúc nãy chúng tôi đã vừa mới trình bày với quý vị là vấn đề khách du lịch mặc dầu vẫn còn cái nguồn đến Hawaii, nhưng thực sự ra thì có thể nói rằng trong tương lai Hawaii sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều sau khi núi lửa đã tiếp tục hoạt động trong những thời gian vừa qua. Kính thưa quý vị, đó là núi lửa tại Hawaii. Trở lại một trong những sự kiện sáng nay và việc trước tiên chúng tôi mới gửi đến quý vị, đó là kế hoạch của ông Ngoại trưởng Pompeo về vấn đề Iran. Chắc quý vị còn nhớ hôm thứ Hai vừa qua, Ngoại trưởng Michael Pompeo đã cảnh báo rằng Hoa Kỳ và sẽ có những hành động chống lại Tehran trừ khi nước Cộng hòa Hồi giáo này thay đổi khóa học bằng cách đáp ứng một cái danh sách 12 yêu cầu mà việc trước tiên Hoa Kỳ đã được đưa ra. Một trong những người cao cấp của sĩ quan cao cấp của cách mạng Hồi giáo cho rằng đây là một cái sự kiện ô nhục và không thể nào chúng ta có thể nghe tiếng nói của một vị Ngoại trưởng Hoa Kỳ đưa lên những đề nghị có thể họ gọi là ngu xuẩn như vậy. Theo cơ quan thông tấn của Iran cho biết thì người dân Iran hiện nay đưa ra một cái chiến dịch nên đoàn kết, và khi đối mặt với điều này là họ sẽ đưa ra một cái cú đấm mạnh vào miệng ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, bảo vệ cách mạng được tạo ra một cuộc cách mạng Hồi giáo vào năm 1979 của Iran để bảo vệ cơ sở cai trị cầm quyền và chịu trách nhiệm với người dân của họ. Bởi thế không có một cái lý do gì mà họ phải bị đè nén và có thể bị dưới một cái áp lực của Hoa Kỳ. Hiện nay Hoa Kỳ có thể gặp một vài trở ngại với tất cả quốc gia ở khu vực châu Âu hình như đã không tán đồng đường lối rời khỏi Iran và cắt bỏ thỏa hiệp hạt nhân với Iran. Trong lúc đó thì Ngoại trưởng Pompeo đã cố gắng kéo thêm một liên minh mới, trong đó gồm có tất cả quốc gia như Ấn Độ, Nhật Bản, Australia và những quốc gia này để tạo thêm một cái gọi là liên minh mới. Nhưng những cái liên minh này thực sự cũng không có thể có thành hình trong tương lai. Và việc yêu cầu của các phía Hoa Kỳ đã bắt buộc Iran phải rút khỏi Syria, nơi họ đang chiến đấu bên cạnh Tổng thống Assad, và chấm dứt mọi khía cạnh quân sự của chương trình hạt nhân, ngăn chặn làm giàu uranium và ngăn chặn nhóm khủng bố mà Pompeo đã đưa ra là yêu cầu thả tất cả các quân nhân Hoa Kỳ cũng như công dân Hoa Kỳ và các đồng minh bị giam giữ vì tội mà họ cho rằng đây là những cái tội giả mạo.
Và Ngoại trưởng Anh ông Boris Johnson thì cũng cho biết ông tin rằng cái cách tiếp cận của Mỹ sẽ là một việc làm khó khăn, tuy nhiên rất là cứng rắn. Nhưng thưa quý vị, liệu Iran có đáp ứng tất cả những yêu cầu của ông Ngoại trưởng Pompeo hay là không? Về phía tất cả những người theo dõi tin tức tại Iran thì cho rằng Iran vẫn một mặt có thể nói họ đưa ra những cái quyết định cứng rắn và họ coi thường tất cả những cái sự kiện mà Tổng thống Hoa Kỳ cũng giống như Ngoại trưởng Hoa Kỳ vừa đề ra. Và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị ngay sau ít phút quảng cáo thương mại. Kính mời quý vị cùng theo dõi.